kìa. Gì vậy? Gì vậy? Sao tự nhiên mà chú ôm tôi vậy? Trời ơi, bà này gan ngược không? Tự nhiên bà nhảy cho người tôi ôm, tôi mới hy sinh tôi ôm bà chứ bộ. Bà dù phải thôi nha. Ai biết đâu. Trời ơi, Tào ơi, chuyện sao sao? Bây giờ Tào ơi, mà nghe nè Hồng nè. Tào, giúp em. Giúp cái gì? Em phải biết nghe. Dạ. Chị là máu xăm. Em biết, chị là máu xăm. Chị thấy máu là chị xỉu. Ừ, chị xỉu. Chị thấy tiền là chị tỉnh. Ừ. Cái gì kỳ cục vậy, tiền cái gì đâu. Trời ơi, chị yếu tim lắm. Trời ơi, mà nghe tới máu là chị xỉu, chị chết. Thôi thôi, tao bây giờ chị muốn ăn uống. Không, em nói chuyện nghe chị đi. Không ăn đâu. Không, chị bình tĩnh, chị ăn giúp em đi. Xong ba cái vụ máu me lộn xộn nè. Em đánh tiết canh chị ăn nha. Trời ơi, tiết canh là máu. Bởi vậy, thấy chưa? Bạn bè đó, nhà người ta có chuyện cái bỏ đi về, trái nhà mới lòi mặt chuột. Thứ gì đâu. Dạ, xin phép chị tôi về. Anh ơi. Dạ gì chị? Anh đứng lại, anh giúp tôi nha. Sao vậy? Anh đi về, tôi tự tử, tôi chết liền. Tôi chết ra. Chị chết kệ chị, mới về tôi. Tôi về. Cái gì? À nè, tôi mà chết nha, cảnh sát tôi bắt anh cho anh coi. Tôi làm gì mà cảnh sát bắt tôi? Đây nè, chị tôi về. Anh vô anh quậy trong nhà tôi nè, giấu tay anh tùm lum trong nhà tôi, cảnh sát bắt anh đó. Ê, nhưng mà nãy giờ tôi không nhịn gì hết, tôi đi về. Hey, dấu chân nữa? Đúng rồi, nãy giờ dấu chân anh trên sàn nhà tôi nè, cảnh sát biết là bắt anh đó, anh đáng chịu đó. Tôi chết. Được rồi, đừng có chết, trời ơi. Đừng rồi, đừng có chết. Sao? Ôi, tôi phải chấp nhận như sao giờ? Người ở lại Charlie. Thôi bây giờ có chuyện gì nói tôi nghe coi. Hả? Có chuyện gì? Hả? Trời, anh biết không? Trời, mà chuyện gia đình khó nói quá anh ơi. Không sao đâu, nói tôi nghe đi. Dạ. Chuyện gì? Trời, khó nói quá anh ơi. Cứ việc nói tôi nghe đi. Mà nói anh nghe làm chi vậy? Để tôi biết. Biết làm chi? Kể người khác nghe. Trời ơi, anh nhiều chuyện quá, nhưng mà thôi thôi, anh ở lại là tốt rồi. À. Nè, anh nghe tôi nói nè. Sao? Sáng nay đó, tôi tính đi ra chợ. Tôi mua 2 con vịt quay. Trời ơi. Anh thích vịt quay lắm phải không? Tôi mới vịt quay lắm kìa. Anh biết không, cái tôi nhờ ông xã tôi đó chở tôi ra chợ. Cái anh biết sao không? Sao? Cái khi mà tôi đó, tôi đậu xe cho Bắc Kinh nha. Tôi bước xuống xe nha. Tôi nhìn vô tiệm thịt quay nha. Tôi thấy 2 con thịt quay, anh biết không? Nó treo ha, mở nó bóng lưỡng ha. Nó khoan, thơm khoan, ha, khoan, hai cái đùi. Khoan, chị. Xin phép chị 1 phút nha. Chị vậy? Nuốt nước miếng. Nói quá rồi. Nó không đó. Cái tôi vừa tính bước vô tôi mua nghe anh. Thì tự nhiên có một bóng đen nhào tới. Trời đất ơi. Chụp lấy tay tôi. Trời đất ơi. Anh biết là ai không? Có để rau không? Có. Có để bắt kiến không? Có. Có trùng khăn không? Có. Thì rồi, biết rồi. Bin Laden. Trời ơi. Thấy không? Không phải. Nó có trùng khăn mà. Trời ơi, mùa đông ai mà chẳng đội nón trùng khăn. Ủa không phải hả? Ý là tôi nói anh Dũng Râu. À, Dũng Râu mà cái người tình cũ chị hồi xưa phải không? Anh yêu chị lắm phải không? Đúng rồi. Chị sắp sửa bỏ nhà theo anh trai đó phải không? Đúng rồi. Đừng nói bậy. Trời, anh tài vậy là chết đó nghe không? Rồi sao nữa? Cái xong rồi phải không? Cái 15 năm gặp lại mà anh. Cái tôi mừng quá. Tôi để cho anh nắm tay tôi. Trời đất ơi, có không? Dạ có nắm không tay sao, bạn bè, cái nắm tay xong rồi anh đề nghị là anh hôn má tôi. Trời ơi, chị cho không? Cho chứ, 15 năm mà. Bạn bè cũ mà. Chị gì tình bạn hả? Tình bạn mà. Xong cái đó, sau khi hôn má tôi đó, anh đề nghị anh hôn môi tôi. Trời ơi. Chị cho không? Cho chứ, tình bạn 15 năm mà. Trời ơi, sao chị về tình bạn không bao giờ về tôi vậy? Trời ơi, anh cái gì trời ơi. Anh không xong cái lúc tôi bằng lòng á, cái tôi vừa chu mở nè. Anh làm gì vậy? Không phải, tôi thấy chị đưa ra vậy tôi sợ cho hung không khí vô bệnh. Tôi mới để miệng cho tôi đỡ. Anh biết không, cái tôi vừa chu mở vậy ha. Cái tôi quay qua bên đường. Anh biết không, tôi thấy một cặp mắt đỏ rực vậy nè. Cặp mắt đỏ rực? Trừng trừng nhìn tôi. Trời đất ơi. Anh biết cặp mắt của ai không? Cặp mắt ai vậy? Anh Tài chồng tôi. Trời đất ơi, cặp mắt của anh Tài. Dạ. Đỏ trừng trừng nhìn chị. Dạ. Trời đất ơi, thôi chết rồi, chị đưa đi bệnh viện chưa? Bệnh viện chị? Anh bị đai bắt hột. Trời ơi, không có. Coi như là cái máu gan trong người anh cuộn nó đổ lửa ra mắt vậy đó. Anh ghen mà rồi, anh. Trời đất ơi, chị với bạn bè lâu ngày gặp nhau nắm tay nắm chân được rồi, còn bạc đúng ra nữa chứ vậy. Trời ơi. Bây giờ làm sao giờ? Anh biết không, bây giờ vậy ha. Cái tôi sợ quá. Cái tôi chạy vô trong tiệm á. Tiệm thịt quay á. Đi vòng 2 con thịt quay vậy nè. Rồi. Cái khi đó tôi bước ra thì tôi không thấy anh Tài đâu hết. Chết cha. Rồi bây giờ còn 2 con vịt quay đâu? Hả? Cho cái phao câu băng đỡ đói quá rồi chị ơi. Lúc đó là còn thì giờ đâu mà mua nữa. Trời ơi, chị mới tính hả? Mới tính à. Rồi sao vậy, tôi đói chết nè. Bây giờ anh ở đây nha. Anh coi nhà giùm tôi nha. Ủa? Tôi đi tôi tìm anh Tài con sao, chết rồi, tôi khổ quá anh rồi, tôi chết rồi. Nhưng mà chị tôi nghe nè. Tôi nói chị nghe nè. Sao? Nãy giờ sáng giờ tôi đói quá. Chị có gì cho ăn đỡ được không? Nhà có trời, có chứ, có đây nè. Đây nè. Trời ơi, có liền. Đáo ghê, bởi vậy không nhờ chị chết tôi rồi. Ngậm cục kẹo the này đỡ đi nha. Lát kia tôi tìm phao câu cho anh nha. Chết rồi, trời, khổ quá, tôi chết tôi rồi. Nguyên tối ngày hôm qua chơi nguyên thuốc sổ, bây giờ bắt ăn kẹo, gì kỳ vậy trời. Thôi có còn hơn không.
Trời ơi, nhà này kỳ quá. Anh Minh! Nó khơi cục kẹo. Cái gì vậy bà? Đang đón người chết nhầm cục kẹo đỡ buồn, tự nhiên văng ra rồi kìa. Nó nói anh nghe này nha. Chuyện gì? Chuyện quan trọng nha. Lát hồi anh Tài anh về đây nữa nha. Coi như nếu như là đó mà coi như anh đòi la đòi hét đòi đánh đòi đập đòi xé quần xé áo thì không sao hết. Không sao hết. Chuyện bình thường, chuyện bình thường. Còn nếu như mà tự nhiên ha, anh đi vô anh không nói không rằng, mắt trừng trừng, rồi anh nhắc kỷ niệm của hai đứa tụi tôi, đó, sau đó anh nhắc tới những con số thì nguy hiểm đó nghe. Trời ơi, gì vậy chị? Sao nguy hiểm vậy chị? Sau đó nha, nếu mà anh thọt cái túi quần á, là anh phải coi chừng á. Coi chừng cái gì? Anh móc súng ra bắn cái gì? Trời ơi, có nghĩa là anh về mà anh đập phá thì không sao hết, mà anh làm thinh, anh nhắc tới những kỷ niệm, nhắc tới những con số, là anh trả sổ tay vô cái túi quần. Trời ơi, anh trả cắt cục. Trời ơi, ghê quá chị, bây giờ làm sao vậy chị? Thôi giúp được rồi chị, bây giờ cho tôi về đi chị, tôi đói quá. Tôi nói anh nghe nè, đằng nào cũng chết, thay vì anh chết vì đói, anh chết vì đạn, có sao đâu. Trời ơi, ở lại nghe, tôi đi, trời tôi khổ quá, trời chết rồi. Mình ơi, em đâu có muốn gì đâu, mình. Trời ơi, ngày hôm nay tôi đi ăn tiệc hay ăn đòn trời? Như kỳ vậy. Ôi bây giờ thì sao đây trời? Ôi sao mà rung quá vậy nè. Trời ơi, thằng cả làm hình, không thấy là gì hết. Anh Tài, rút rồi. Dạ của em. Dạ anh Tài. Dạ em là anh Tài. Anh Tài khổ quá em ơi. Dạ sao khổ anh Tài? Khổ lắm. Dạ. Dạ sao em còn khổ hơn anh nữa anh? Em còn khổ hơn anh nữa. Anh xin phép anh nghe không? Dạ. Nếu mà anh không la lớn lên á, dạ, chắc anh tức quá anh chết. Hả? Anh muốn la anh? Anh cứ la, anh muốn đập phá gì cứ la đi. Anh xin phép anh nhé. La thoải mái đi anh. Anh cứ la đi anh. Cứ la thoải mái, đập phá bàn ghế đi anh. Anh cứ la thoải mái đi anh. Anh la đi anh. Tôi la rồi. Hả? Rồi, anh la rồi. Còn biết không nghe hả mình? Chắc có lẽ anh đói quá anh biết. Rồi, tới phim. Bây giờ anh đập bàn, đập ghế đi anh. Quần áo em xé đi anh. Đừng có làm thinh nha anh, đừng làm thinh nha. Không. Hả? Bây giờ anh không làm ba cái chuyện đó nữa. Ủa sao vậy? Mà anh chỉ muốn nhắc những kỷ niệm. Hả? Kỷ niệm đẹp của anh chị. Thôi, em nói nghe nè. Ba cái kỷ niệm đừng nhớ Tài. Không, anh phải kể. Hả? Thôi đừng kể Tài. Hồi đó Việt Nam. Hả? Đào là một cô gái đẹp, thơ ngây. Dạ em biết. Bán học kình lộn. Dạ. Em biết. Còn anh Tài. Dạ. Một chàng trai khỏe mạnh phong lưu. Dạ. Chạy xe ôm. Dạ. Em biết anh. Ôm qua ôm lại, lộn qua lộn lại hai người lấy nhau. Dạ em biết, đúng rồi đó. Dạ. Rồi á, 6 tháng sau. Dạ. Anh chị đám cưới. Dạ em biết mà. Rồi 3 tháng sau. Ừ. Đào đẻ. Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Gì kỳ? Mới lấy nhau 3 tháng có đẻ hả? Em biết rồi. Biết. Anh Tài tạm ứng trước. Đề mua xích trước. Dạ thôi Tài, ba cái kỷ niệm em biết hết rồi, đừng nhắc tới nữa Tài. Không còn nữa em ơi. Anh đã phá em đi, muốn em đi Tài. Không, còn nữa em ơi. Đừng nữa. Mới năm ngoái nè, sinh nhật của Đào đó. Dạ. Anh chở bên lên Las Vegas. Dạ em biết rồi. Rồi anh chị rồi. Ở casino New York á. Trời ơi. Số phòng á là 911. Thôi Tài ơi. Thôi đừng có cản anh kể tiếp mà. Thôi đừng nhắc tới con số này, đừng nhắc tới con số này. Rồi được chưa? Rồi anh chị xuống kéo máy. Dạ. Đào kéo một cái. Trời ơi. Thôi đừng. Trung ba con số 7. Thôi, đừng nhắc con số Tài ơi, đừng nhắc con số. Tài, đừng nhắc con số Tài. Tao đã kể kỷ niệm cho chồng tôi sao mày nhẹ nhàng như vậy? Em sợ lắm, đừng nhắc con số. Mình quá. Ê. Mày làm gì vậy? Em lại anh Tài. Điên rồi hả? Em lại anh Tài. Mày muốn chết không? Không, mình không chết. Tao đã. Xảy ngộ rồi. Kỳ cục. Ủa sao thấy? Trời ơi. Trời đất ơi, không phải giỡn hả? Anh Tài, phải anh Tài. Để em coi coi. Gì vậy? Em coi có cái này không? Trời đất ơi. Không có anh Tài. Chuyện gì anh Tài? Tao có, tao không cho mày thấy. Dạ. Rồi sao anh Tài? Nghe là kể tiếp đây nè. Dạ. Trời ơi, biết không? Dạ. Sao? Dạ.
Anh kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện tại sao anh khổ như bữa nay nè. Có chuyện gì nói em nghe đi. Thằng Lẹ sáng này đó là anh chị ở nhà chờ em với chị Hồng tới nhà để mà giữ cái buổi tiệc của hai anh chị. Dạ. Đó, nhưng mà sáng này tự nhiên anh nhớ ra là chưa có mua rượu. Trời ơi, anh chu đáo vậy hả? Ừ, anh biết anh thích nhậu mà. Anh mua chưa? Chưa. Anh mới tính thôi. Trời ơi, đó, tính trời. Anh mới chở chị Đào ra ngoài tiệm nè. Bỏ chị tiệm dịch quay. Dạ. Khi mua dịch quay, còn anh á thì anh vô tiệm liquor anh mua rượu. Và anh đậu xe xong á, anh bước xuống thì anh gặp con Mai á. Cái con Mai mang miệng vậy hả? Không. Bây giờ nó dỗ vô nó niền nữa không? Em biết rồi. Cái con Mai mà hồi xưa yêu anh phải không? Ừ, đúng rồi đó. Rồi anh cũng yêu cổ nó phải không? Đúng vậy đó. Trời ơi, đừng có giỡn em. Rồi giờ sao rồi sao? Đây nè, lâu ngày không gặp. Cho nên cổ mừng quá. Dạ. Cổ mới nhào tới. Dạ. Cổ ôm anh vậy nè. Thì đúng rồi, bạn bè ôm nhau đâu có sao đâu. Thì anh đàn ông mình cũng lịch sự. Dạ. Anh cũng ôm lại. Thì đúng rồi, đâu có sao đâu anh. Không phải. Ừ. Ôm không anh còn siết. Anh tài. Minh phải Mai. Trời ơi, anh ôm tôi nổi da gà vậy trời. Trời, em biết không? Rồi đang ôm cái tự anh nhìn lên. Chết cha, nguyên một cái mặt tái nhợt. Khuôn mặt nhìn anh trừng trừng cũng lọt ra ngoài đó. Trời ơi, anh biết có ai không? Em biết rồi. Ai? Bà Trăng. Không, bà Đào. Trời ơi, vợ anh. Trời ơi, cái bà này còn hơn bà Trăng á. Bây giờ anh sợ quá, anh xô con Mai anh chạy vô tiệm anh trốn. 5-10 phút sau là không thấy ai. Anh mới chạy ra lấy xe lén lén chạy về đây nè. Anh thấy có khổ không? Thôi chết rồi cái điều này anh. Khổ quá em ơi, bây giờ em tính sao? Cái gì vậy? Don't worry about it. Là cái gì? Té. Sao? Té. Cười lên tài, có quyền cười. Cười lên tài. Tại sao tao cười cho anh biết tại sao? Anh biết tại sao không? Tại sao? Tại vì có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Trời ơi, tin vui gì? Tao đang khổ gần chết. Anh nghe tại vì chị Đào không nhìn thấy anh ôm cô Mai. Hả? Thiệt không mày? Thiệt, anh có miệng cười. Anh không thấy đâu mày cười. Thì cười. Anh có miệng cười à. Ai vợ chồng này mắc cười quá. Ê, Bình. Dạ. Nghe tao hỏi. Dạ. Nếu mà vợ tao không thấy tao ôm con Mai. Hả? Thì lúc đó ba đang làm cái gì? Thì ba đang ôm thằng khác. Thằng không? Thằng nào? Thằng nào? Sao mày biết? Sao mày biết? Tùy chỉ khoe. Mà ôm Mai. Ôm thằng Dũng á. Trời ơi, tôi chết. Thằng Dũng rồi. Trời. Thôi được rồi. Không được. Mày ở nhà nghe không? Tao phải ra ngoài, tao coi hai người làm gì ngoài. Ở nhà. Tao trở về, mày phải làm chứng cho tao nghe không? Không được đâu mày. Tài, nghe nè, tài. Tài tiếng gì trơn á. Ở nhà có gì ăn không Tài? Trời, hôm nay tôi ngày gì vậy trời? Bị dần dần vậy trời. Mệt quá. Trời ơi, không tìm đến Tài đâu, khổ nữa rồi trời, khổ quá. Thôi đi bà ơi. Khổ khổ cái gì hoài vậy? Chuyện gì nữa? Dạ, con có anh Tài về đây chưa? Tôi nói chị nghe. Chị cũng đừng có trong worry bao điệp nữa. Nói cái gì vậy rồi, cho tiếng Mỹ chi nữa đây. Tại vì anh Tài không thấy chị ôm anh Dũng. Hả? Ông xã tôi không có thấy tôi ôm anh Dũng. Trời ơi, hên quá. Trời có quen cười rồi. Hên quá. Trời, biết vậy sáng tôi nhận đi công viên với anh Dũng rồi. Hả? Bà vừa phải ôm đi đúng rồi, hên rồi. Tình bạn mà. Bà tham lam quá. Hên quá, thôi được rồi, Trời, hên quá. Đổi bà vậy, bây giờ có gì ăn cho ăn đi. Đổi quá rồi. Sao kỳ vậy? Hả? Tôi ôm anh Dũng dần dần trước mặt, tại sao anh Tài không thấy? Kỳ cục với ta. Vậy lúc đó tại sao anh Tài không thấy? Tại sao anh Tài không thấy tôi ôm ông Dũng hả? Tại sao? Thì tại vì lúc đó ông đang ôm con Mai. Hả? Cái gì? Anh Minh. Đứng đây. Nghe tôi nói. Anh Minh. Sao vậy? Ôm con Mai dò phải không? Con Mai dò vậy nha. Mà anh còn nói lúc này nó dò luôn, đẹp lắm rồi. Trời ơi. Nó dễ thương lắm. Còn nói gì nữa hả? Anh Minh. Anh nghe tôi nói nè. Sao vậy? Anh biết tính tôi mà phải không? Tôi biết gì? Tôi không bao giờ biết ghen anh. Chị không ghen đâu. Không bao giờ tôi ghen anh ơi. Dạ tôi biết. Đàn ông kể chấp nhận cho chơi bời chút đỉnh nên công nhận không? Được. Kỳ này về anh Tài về tôi sẽ không bao giờ tôi làm gì hết. Hả? Tôi cười ra anh. Được đó, đàn bà đi được. Cười không? Xong tôi lôi anh ra, tôi băm nét vậy đó. Tôi bỏ ra cầu tiêu, tôi giật nước trôi hết. Hoàn toàn không bao giờ ghen, bây giờ anh ở nhà nghe. Anh làm chứng cho tôi nghe, tôi đi tìm ông Tài về là chết chứ tôi. Trời ơi, tôi đó tôi không ghen, tôi không. Khoan, chị. Cái gì? Có gì ăn cho anh đỡ quá đói quá rồi. Chút xíu tôi tìm phao tâu với anh. Trời ơi. Chết cho tôi. Hôm nay ngày gì vậy trời? Hai vợ chồng này bị sao? Trời ơi. Bài tango cuối cùng. Bà làm gì vậy? Nay bà đặt dễ tango á. Của ông nha, lát ông chơi ba xô bây giờ đó. Tôi hỏi bà, hồi sáng này tôi bỏ bà xuống chợ đó. Bà đi đâu? Bà làm cái gì? Đâu có đi đâu, đi mua dịch quay chứ làm cái gì? Mua dịch quay hay là mua người quay? Hả? Bà ôm Mai, bà hôn Mai. Tôi đâu có ôm ai, hôn ai đâu. Đừng có bẻ chuyện, vô duyên.
có người thấy nói lại với tôi. Bà còn chối không? Cái gì mà tôi ôm ai? Bà ôm thằng Dũng Râu. Hả? Bà ôm thằng Dũng Râu. Nè, tôi nói ông nghe nha. Ông có thấy không mà ông dám bịa đặt như vậy hả? Tôi không có thấy, nhưng có đứa đó thấy nó mét lại với tôi. Chối hả? Chối cái gì tụi nó không nghe nha. Tôi cho ông biết nha. Ông nói đi, đứa nào thèo lẻo chuyện gia đình vậy? Đứa nào thèo lẻo tôi gặp nha, tôi đập cho chết nghe chưa? Tôi rạch miệng, tôi bỏ trấu cho tôi không 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 lại chứ đừng có thèo lẻo nữa. Ai? Ông nói đi, ai? Ông không biết hả? Ai? Anh Minh. Hả? Anh Minh sao anh kỳ cục vậy anh Minh? Anh Minh, trời ơi sao anh làm kỳ cục vậy? Bà đứng đó. Tôi cấm bà bơ tê. Bà không được đụng vô thằng bạn vàng của tôi. Nghe không? Đúng rồi, bạn vàng phải không? Được rồi. Ông nghe tôi hỏi nè, sáng nay ông ôm ai ở ngoài đường? À, ôm không những ôm mà còn xiết nữa hả? Tôi ôm mày xiết ai mà bà có thấy không? Ông xiết con mày vô. À, nhưng mà bà có thấy không? Tôi không thấy nhưng mà người khác thấy. À, ai bà nói đi, thằng nào con nào mà nói với bà? Ba đầu sáu tay 12 con mắt, tôi dặn cổ, tôi dặn cổ gà cho bà biết không? Ông không biết là ai không? Nào, anh Minh. Tại sao Minh? Ê nè, đừng có đụng nữa nha. Đây là bạn vàng của tôi nha. Mặc dù hơi nhiều chuyện nhưng mà bạn vàng nha. Ông vừa phải được nghe. Bà ông đó gặp gái là ông mê mãi nha, tôi cho biết. Bà là cứ gặp cái con cũ đó bà. Cái gì? Trời ơi. Giỡn chơi với tôi đấy à? Anh ngồi xuống. Cái gì vậy? Con chị. Hả? Sức mà đau bà ly. Cái gì? Trời đất ơi, hai vợ chồng mắc cười không? Đồng ý với mấy người á, thương là có ghen, ghen là có thương, nhưng mà phải thương làm sao cho đúng chứ. Ghen tầm bay tầm bạ không mà. Bây giờ tôi hỏi chị nè, thấy không? Ảnh á, có gặp bạn xa xưa, bồ cũ đi chăng nữa, gặp nhau ôm nhau được rồi, phải không? Nhưng mà tôi ôm chị nè, bạn bè ôm nhau được rồi, nhưng mà đừng có siết nha, không được, thấy không? Còn anh nữa, chị có gặp bạn bè cũ với nhau á, có việc ôm, thậm chí có việc ôm sát vô nữa, hung má cũng sao hết. Nhưng mà chị nha, đừng có mỏ ra. Có ngày sưng mỏ đó, thấy không? Hai vợ chồng ghen tầm bậy tầm bạ, ghen tới nỗi bỏ đói bạn bè. Đúng không? Đó. Ai cũng đồng ý hết chưa? Gần chết luôn rồi. Ghen tới mức độ một người tới rồi bỏ đi, còn một người thì từ từ rút lui. Tại ông á. Làm gì vậy? Thôi mà tại vì anh thương em quá cho nên nó mới ghen bậy vậy thôi. Em bỏ qua đi. Không phải à, chứ không phải mê con Mai nó trẻ hơn tôi à. Ồ, nó trẻ thì đẹp theo trẻ, còn già như em vậy? Thì không. Nói tôi già hả? Sồng sồng với em thì đẹp thì kiểu sồng sồng. Thôi mà cho hung cái bờ vai chút đi. Khoan. Gì vậy? Tôi nói rồi. Chưa bây giờ đã vui vẻ rồi. Dẫn đi ăn đi, đói quá. Đi ăn ha, đi ăn ha. Thôi đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Vợ chồng có giết nhau chưa? Trời ơi. Có đập phá gì, có chém giết, có máu đổ gì hay không? Trời ơi. Một khái người ta quýnh lộn ly dị lắm hả? Trời ơi chứ. Không có gì hết hả? Ờ. Im rơ rồi hả? Ờ, hết rồi, chuyện hòa thuận rồi hả? Ờ. Trời vậy đâu có gì đâu vui. Trời ơi. Chuyện nhà người ta bà muốn chia tay ly dị lắm hả? Thôi được rồi, bây giờ tôi cũng đói lắm rồi, bây giờ bà đi ăn nè. Không, bây giờ cả nhà mình đi ăn về bảy món nè. Đi nha. Bây giờ đi ăn nữa hả? Trời đất ơi, tôi mới ra tôi làm cái tô phở rồi. Bây giờ làm sao đây? Thôi vậy thì mời. Giờ ở nhà thì coi nhà cho tụi em đi ăn ha. Ở đâu có được nè, nói vậy chứ không ăn phở thì cũng phải cho chén chè ba màu. Ở đâu đâu có được. Cái gì nữa? Khoan đi đã. Chào khán giả chứ. Bà mẹ, giá xe có chiêu chứ phải giá xe thường đâu mà không thấy cái bóng thằng ma nào tới đây giá trơn trụi. Bởi vậy tôi nói rồi, thằng lém này nó rải đinh dạo này làm sao mà ngộ nha. Hẹn nó cũng không thấy bóng nó đâu hết trơn trụi, thằng lém này cũng lạ nữa. Ây da, trời ơi, bà nội cha đứa nào mà rải khu vực này vậy trời. Thằng nào chửi tao tôi trời. Ủa mày hả lém? Trời ơi, chứ kỳ quá chị, cái khu vực này em nhớ là em đâu có rải đâu mà thằng nào nó chơi nó rải, đau quá trời, chắc chết quá. Mày đạp đinh hả? Ờ, dính rồi. Cũng vừa lắm. Mày đặt băng dép lào mỏng, mày thấy không? Tao quất dép lào là phải có chiêu, mà dép lào dày, không? Để khỏi mày đạp, không có biết cái gì hết trơn á. Ồ, đẹp trai quá ta.
sáng đi rải đinh mà còn làm rồi cây gậy đồ á, mà tao quan trọng nhất là từ sáng tới giờ mày đi rải đinh cho chị hai mày chưa? Rải rồi. Trời ơi, chị an tâm đi, tầm nhìn xa trên 10 km từ đường lớn vô đường nhỏ, đường cái đường bé, rải luôn trước cổng nhà chị luôn. Ông cố nào ơi, ông thần sao? Sao tự nhiên trước cửa nhà tao mày rải đinh làm gì vậy? Em phải rải như vậy để chị bước ra chị đạp thì kia á một cái rồi biết em có rải đinh. Ông thần, ông thần sống, ông cứu nào ơi. Tự nhiên đinh mày rải ngoài đường cho chúng nó cán đi. Mà rải trước giữa nhà tao làm chi? Anh ra bữa giờ tao giá xe chồng con tao không à. Mà tao nói thiệt mày á, mày rải làm sao tao không có thấy ai tới giá xe hết trơn á. Ủa mà mày cầm cái cây này cây gì mày? Cây này hả? Cây rà hút đinh của em. Mày đi hút đinh á hả? Mày đi hút đinh mà tao tưởng mày đi gỡ mìn nó lém. Gỡ mìn cái gì? Cây hút đinh chị ơi, cây làm ăn. Cái này mày gắn ở đâu? Không phải, này đeo cho nó chuyên nghiệp vậy thôi. Trời ơi, người ta mà gỡ mìn tao mới đem headphone cho nó đừng có bị nổ lỗ tai. Nó đừng có ồn, mày đeo chi? Đeo này nhiều lúc á em đi rải đinh á, người ta chửi em không có nghe, lùng bùng rồi. Mày là sáo rảnh rồi đó, tao nói thiệt á. Mà mày nghề của mày nghề chánh là rải đinh cho chị hai mày giá, mà mày đi hút đinh thì còn gì ăn nữa. Không phải, em hút đinh á là em hút đinh của mấy cái thằng khác nó rải thôi. Em chừa đinh em lại. Ủa mày hút đinh mấy bạn mày hả? Hả? Vậy mà tao cũng đâu có thấy cái bóng nào nó vô đây nó giá xe đâu. Thì nó cũng hút hết đinh của em rải rồi. Ai hút? Thì mấy bạn em. Sao nó biết chỗ mà nó hút? Em chỉ nó. Trời ơi, ông thần trời đất ơi, mày rải đinh mà mày chỉ cho tao hút còn gì nữa. Trời ơi, làm ăn chị không hiểu gì hết, phải có qua có lại mới được chứ. Em chỉ nó, mày muốn nó chỉ là em nó vậy mới về được. Chị biết không, bây giờ là thu nhập chánh của em luôn á. Cứ em gom đủ ký em đem lên bán da chai lông dịch, đủ ký em lên bán da chai lông dịch. Vậy thì mày đừng bao giờ mày đòi tiền chị hai mày nha. Sao đòi tiền? Đó là nhiệm vụ của chị. Còn bây giờ nhiệm vụ của tôi rải đinh là tôi đã rải xong, bây giờ lấy tiền công. Giờ tao mày rải đinh mà mày hút đinh hay mày chỉ bạn bè mày hút, bây giờ tao không có cái xe nào vô đây giá trơn á, làm sao trả tiền cho mày? Nói chung là không có tiền thì miễn có trả xù. Nha, nói chuyện là chơi không chơi ngang nha. Tôi thưa chị á nha, đừng có ngang nha. Ông sợ quá. Anh lém em sợ quá. Anh lên anh thưa đi. Rồi em lên em nói là tại vì anh lém rải em mới có đinh em giá. Mày là bị thưa đi. Trời ơi, chị thua tôi là chắc rồi. Cái gì? Đây nè. Cái gì? Khắc tên chị hai. Đinh mà mày khắc tên tao vô chứ giống cứu nào. Trời đất ơi, tôi làm ăn rất là chuyên nghiệp chị biết không? Tôi làm cho anh Tư là tôi khắc tên anh Tư đúng không? Chị ba là chị ba, còn chị hai là có tên chị hai, không có lẫn lộn người nào. Trời đất, trời. Đinh mày khắc tên vô rồi công an nó đấm đầu tao sượt sao? Bởi vậy chị đâu có chối được, đúng không? Trả tiền đi. Không cho mày. Quê mày. Không trả tiền hả? Không an tâm đâu. Cái gì? Thôi rồi, em nghĩ cái mới chiêu mới rồi. Bây giờ á, chị có hình không? Hình hả? Hình chân dung á, đẹp á, tạo dáng vậy cũng được. Bà mẹ ở nhà tao mới chụp chân dung đẹp lắm, mày cầm cái bao lết cười vậy nè, có duyên lắm. Ừ, vậy được rồi. Chào mày xin đồng tao chi vậy? Em về em rửa ra hết luôn, em dán dùng khỏi khắc mệt lắm. Ai, cái này để đây rảnh làm gì, chắc có để vô cái mỏ mày quá. Mày nghĩ sao, đinh đi rải ở ngoài kia, mày khắc tên tao vô, công an nó hút đầu tao sao? Vậy cho chị khỏi chối. Thôi, mày ngồi xuống đây. Trời ơi. Cái tay rải đinh mà thơm phức cái mùi đinh luôn nè. Đó, thương quá. Này nè, đinh này của chị, cưng biết không? Này nè, là em đó. Có cụ méo đàng hoàng đấy nè. Đúng rồi, cái mặt ác mà cái đinh nó cũng ác luôn á. Ác như mặt mày á, mặt mày rải đinh riết nó nhọn như cái đinh á. Đây nè, em cầm cái bịch đinh này là của chị, không có cần phải khắc tên, khắc nhớ hình. Là cái gì nhiệm vụ của em mà sao bây giờ chị làm luôn? Thôi, mắc công mày đi hút mệt lắm. Nè, mày làm ơn mày rải đinh đi. Rải đinh của chị đi, chị hứa với mày khi mà có xế nó vô đây, chị giá cho nó. Điều quan trọng là chị gỡ IC. Chị sẽ chia cho em 73 được không? Cái gì? Dữ à. Nghe nó tiền bạc mặt dữ à. Vậy sao bốn? Cái gì? Mày ăn giọng nó luôn đi. Đưa giá, đưa rải. Giống nó vô, bây giờ mày đòi 5 năm đâu chia cho mày. Em đâu có đòi 5 năm đâu. Ý em nói là 82, chị 8 em 2. Nhưng mà chị ép em thôi giá đó cũng được. Cảm ơn chị nha. Mày riết mày ông nội tao ghê vậy. Thôi cảm ơn chị nha. Mày đi rải đi á. Rồi. Rải cho đều nha. Rồi. Ông nội sắp là đinh của ông nội đi nữa. Khắc tên tôi vô rồi ông chi vậy. Rồi mày cảm ơn chị. Tao nói thiệt cho mày nghe nha lém. Mày làm ăn vậy là chết người ta rồi. Làm ăn chung chia đôi. Mà làm vậy chết mày đi mày rải giùm tao cái đi. Rồi. Thằng ma này. Úi da. Đạp đinh phải không? Nè. Trời ơi. Đạp đinh đúng không? Sao biết tao đạp đinh? Trời ơi, mới đại thử á. Công nhận á, đinh chị bén thiệt. Bà mẹ mày rảnh lắm hả mày? Tự nhiên mày đại đinh kia cho tao đạp vô con nội. Mà anh giật xong còn gánh cho tao giá. Ê, đạp giống. Gạt lẻ lên trời ơi.
Đồ đâu rồi trời, lẹ dễ sợ luôn, cha nội giọt lẹ dễ sợ luôn. Ba đâu con? Ba nào? Cái ông điều khiển chiếc xe này nè. Tôi chạy rồi bà nội. Bà rảnh quá. Sốc quá vậy? Dạ, em lấy ghế mời anh xuống. Khỏi, có đồ nghề. Nể, trời ơi em nể quá đại ca ơi. Từ đó giờ mới thấy có xí khỉ trên xe luôn. Bà mẹ xuống, trời ơi. Dạ, thỉnh đại ca ngồi luôn đại ca. Đó, ngồi y chang chỗ này luôn, ngồi xuống, dạ. Trời ơi, cái xe đã quá. Cho em hỏi câu ví dụ được không đại ca? Hỏi muốn hỏi gì hỏi đi. Dạ ví dụ như bạn đèn đỏ sao nó dừng được ha? Không bao giờ ngừng đèn đỏ. Ủa vậy hả? Vậy là mình vượt đèn đỏ không hả đại ca? Cái tiền tôi đóng phạt đó là còn mắc hơn chiếc xe này nữa. Thôi em nể được, em nể quá trời luôn. Ủa đại ca giờ mình vô đây mình làm gì hả đại ca? Bà làm nghề gì? Dạ giá. Tôi vô đây giá xe, đâu phải rảnh đâu vô kiếm bà làm gì. Dạ em biết, dạ bánh trước bánh sau đại ca? Bánh trước. Dạ em nghi rồi, bánh trước chứ bánh sau sao mà cán nổi. Có nhiều dồn lên đằng trước á mà. Trời ơi công nhận cái phọt hộp với chiếc xe dễ sợ. Người y như cái bình xăng vậy ông nội mẹ ơi. Đã là bánh trước phải không đại ca? Đúng. Dạ rồi bánh trước coi liền luôn. Ba cái này mà ruột đặc mà nó còn lủng nữa. Chết người ta rồi, mấy cái thằng ma này thiệt. Nó rải đinh là trời ơi, cái đinh dài đâm lủng ruột con người ta chứ nó ruột xe. Trời ơi, cái lỗ xì thấy ghê không đại ca? Xì thấy ớn không? Đó. Đinh bự, đinh bự. Dạ đinh bự rồi, anh giáo liền cho đại ca, keo keo xịn luôn nha đại ca nha. Đó. Ê. Ngồi đọc báo đại ca, đọc báo. Ờ, được, được, được. Dạ, đọc báo giải trí nha, em làm này, ngon lành lắm nha đại ca. Ngon lành liền. Rồi, cái lỗ kè bá luôn đại ca ơi. Rồi, làm liền đại ca ơi, giá liền. Trời ơi, keo xịn luôn nha đại ca. Làm liền cái này cho. Giá lẻ 30 giây cho đại ca luôn. Bà giá xe mà bà bệnh nhìn cái gì vậy? Đâu có, đâm dòm chiếc xe bị đẹp quá thiệt. Cái xe nó hợp với chủ dễ sợ hợp luôn. Quá trời đẹp luôn đại ca ơi. Rồi, nửa cái keo của em luôn nha. Vô rồi đó. Ê! Dạ, 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 gì đại ca, gì đại ca? Con nhỏ người mẫu chân dài này nó đẹp thiệt. Báo nào cũng thấy nó. Làm hết hồn. Đại ca đo thử cái tới đầu gối nó chưa? Đứng đứng tới. Bà giá xe không giá, mà bà kiếm gì bà vậy? Kiếm gì đâu đại ca, đang coi mà, coi cái xe giá rồi, đợi cái keo nó khô. Đây nè, đang đợi nè, thổi thấy bà luôn nè, cái bánh nó bự. Trời ơi, công nhận nha, bánh xe nó bự như bắp đùi đại ca vậy đó. Trời ơi, nó đều dễ sợ, chạy xe này hợp, dễ sợ đại ca luôn. Thôi! Dạ, sao đại ca? Bánh nhỏ ca. Người mẫu này nó có... in số điện thoại trên báo nè. Dạ. Để gọi nó chiều qua chở nó uống cà phê. Trời đất ơi, sốc vậy ta. Đứng tới đầu gối nó không đại ca? Có tiền mà, muốn ai mà không được. Trời ơi, ngon quá vậy ta. Ê! Dạ. Gọi nó không bắt máy. Dạ, sao đại ca? Gõ má máy thì sao rồi đó? Đây nè, trời đại ca kiếm chi vòng vòng chứ lực qua đây cái có liền cái hình lộng lẫy luôn. Đó. Đây bấm vô số giùm đại ca luôn nè. Ừ. Trời cái này bằng bấm đảo đại ca rồi. Alo, quất bé liền. Đó. Ok, dễ thương không? Dạ dễ thương lắm đại ca, quất liền đại ca. À. Dạ dạ. Dạ. Dạ sao đại ca được không đại ca? Nhỏ dạ. Đẹp quá phải không đại ca? Bà rảnh quá. Dạ sao? Nhà người ta có đám tang, bà cho số điện thoại thì gọi chi cho bà nội. Chết cha, vậy hả? Chết chỗ khác đi. Dạ em bậy quá này, tìm bạn bốn phương mà để chung với cáo phó. Không còn để không những phúng điếu nữa. Dạ xin lỗi đại ca. Dạ thôi cất tờ báo luôn nha, bỏ bậy 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 quá, bậy quá bậy quá. Dạ xong rồi đại ca ơi, keo nó khô dữ lắm rồi. Chậm chưa? Dạ xong rồi. Nhiêu tiền? Dạ 30.000, 20.000 lỗ. Làm bao nhiêu lỗ? Dạ lỗ rưỡi. Bánh xe người ta cán một lỗ hoặc là hai lỗ, làm có lỗ rưỡi. Đại ca làm gì có cửa cán nổi hai lỗ. Dạ cán một lỗ rưỡi là may lắm rồi. Dạ em đây làm năng thực thà lắm, lỗ 20 mà lỗ rưỡi 30. Dạ 30.000 bạc là phải không? Dạ phải. Tiền bạc không quan trọng. Dạ. Quan trọng là giá tốt thôi. Ủa gì kỳ vậy? Ừ. Dạ. Nè, bo luôn. Trời ơi, đại ca, cảm ơn đại ca. Trời ơi, có tay thơm quá, trời ơi, cưng quá. Nhớ thằng trai nhà quá, run quá. Con bà nội con chứ không phải con dạ, trai của bà. Dạ quên, để thấy tức nó vừa đó đại ca. Dạ quá. Xin lỗi đại ca nha. Dạ sao leo được đại ca để em đỡ? Được, khỏi cần. Dạ. Xe của tôi biết. Dạ. Trời ơi, sốc em nữa, sốc nữa. Trời ơi, chịu quá, tôi chịu quá. Rồi dạ, chúc đại ca thành công chân đường lái xe luôn. Ủa,
Bà giá xe tôi sao giờ xe tôi lại không nổi là sao? Trời đại gia nó vẫn chơi bà đại ca, em giá cái bánh chứ không biết là đâu chỉnh rồi đại ca ơi. Mà thường mà xe mà nó không vận hành gì được là bị ba cái IC rồi. Sao bà biết? Trời ơi, ba đồ điện tử nó bệnh nó hư giờ nào ai mà biết, mà em biết cái xe này không chạy được là IC. Đây ta bị hoài. Thì bà có IC thay không? Dạ có đại ca. Đại ca khi dễ em hoài, đừng bao giờ thấy em có tiệm nhỏ nhỏ vậy mà không có nha. Thấy nó nhỏ vậy thôi chứ nó có vỏ, cái gì cũng có hết trơn á. Đại ca có internet sợt lên mạng đồ gì luôn á, wifi đàng hoàng đại ca. Có wifi luôn? Dạ. Thay xe không ta làm luôn cho. Nhiều? Dạ 1,5 triệu. Thường mấy cái xe này là IC 1,5 triệu à. Thôi, đi qua, tiệm khác. Trời đất ơi, đi tiệm khác không có đâu đại ca ơi. Từ đây cách đây 10 cây số không có tiệm giá xe đâu. Có tiệm giá xe rồi mới lú lên làm tiêu diệt liền. 10 cây số đường bây giờ chưa nắng. Sao bà biết? Trời đất ơi, cái địa bàn của em mà sao không biết. Giờ chẳng lẽ đại ca đẩy bộ, cái tướng đại ca đẩy từ đây 10 cây số tới nơi chắc thung lại còn có một tấc à. Thấy chưa? Phải mướn 4 thằng nó đẩy mà chưa nắng là mướn 4 thằng, thằng nó phải tính 200. Nó đẩy đi đường mà 10 cây số không có một bóng người. Trời ơi, nó nhìn nó thấy tưởng con nít bị đặt đi mô tô đập chết giữa đường, nó cướp chiếc xe mô tô nó. Trời ơi, bà mẹ nó giàu có của mà chết giữa đường, chết đường chết chợ, thương quá, thương tâm quá. Thôi vậy thay em tụi đi. Dạ, chị làm gì vậy? Giờ ăn cơm trưa. Là sao? Cơ quan xí nghiệp nào cũng vậy đó, tới giờ ăn cơm trưa là gõ thang 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 vô ăn cơm trưa. Mà hỏi đại ca là đang ăn cơm trưa mà kêu thay IC là nó phải tính tiền thêm mà đúng không? 200 tiền công thêm. Cái gì? 1,7 triệu tổng cộng đại ca làm không? Rồi đi tiệm khác. Rồi đi tiệm khác luôn, cách đây 10 cây số mới có một tiệm giá xe. Mướn một thằng 200, 4 thằng là 800 ngàn đi giữa đường, nó thấy con nít chạy xe mô tô, nó đập chết. Trời ơi, mà đập cái cỡ này nhỏ nhỏ đâu, nó quăng xác vô rừng, gia đình kiếm không có. Trời giàu quá mà chết mất xác trong rừng, thương quá. Thôi vậy làm đi. Gì nữa? Ăn xong phải ngủ, trời ơi, gọi cả ngàn công nhân đây. Ai ăn xong mà không ngủ, trời. Nghỉ trưa là có 1,5 tiếng nữa, tiếng ăn 1 tiếng ngủ. Mà hỏi đại ca cô đang ngủ mà kêu dậy, dậy, sửa IC ơi. Bà mẹ nó quýnh mổ máu không thôi á. Giờ cái trời ngủ mà thay IC là phải thêm 200. Nói chung tổng cộng là giờ công IC luôn là 1,9 triệu á. Đại ca làm không? Cái gì? Đừng có la, 10 cây số đẩy xe 4 thằng nó đập chết nó cướp xe nữa. Bà ăn cơm với bà ngủ cũng tính tiền công nữa hả? Thì giờ đại ca làm thôi à, em giờ em cũng mệt lắm rồi. Dạ làm đại ca, chịu chín. Làm cho tôi với bà nội. Rồi chịu chín không? Trời thường mà đàn bà con gái mà chưa nắng ngồi ngoài đường giá xe vậy mà thay cho người ta mà giàu có vậy thay bo cho 100 là 2 triệu lắm. Không. Chịu chín là chịu chín à. Rồi chịu chín gì đâu dữ vậy? Trời la lớn quá. Được rồi, 2 triệu. Không có nè, em gõ chơi cho vui vậy thôi, gõ cho tỉnh ngủ đi làm cho đại gia. Rồi làm luôn, thay luôn cái IC phải không? Rồi đại ca ngồi đọc báo đại ca. Đại ca làm nghề gì đại ca? Vận động viên. Vận động viên? Nhìn cái tướng là biết vận động viên bóng rổ rồi phải không đại ca? Bà nghĩ sao hả? Dạ quên. Cái tướng tôi vậy, đừng có tỏ gỗ đâu mà chơi. Không có, em tưởng đại ca làm trái banh cho ta bỏ vô cái rổ. Ủa vậy, vận động viên vậy đại ca? Vận động viên môn thể thao nào vậy đại ca? Bì già. Không có, em tưởng đại ca làm trái banh cho ta bỏ vô cái rổ. Ủa vậy, vận động viên vậy đại ca? Vận động viên môn thể thao nào vậy đại ca? Bì già. Cho em hỏi một câu ví dụ được không? Hỏi đi. Ví dụ đại ca làm vận động viên bì già có đứng tới cái bàn để thục không ta? Không. nghi rồi. Lụm bì rồi. Trời ơi, lụm bì mà làm hết hồn. Rồi xong đại ca ơi. Đẹp luôn, không đẹp không ăn tiền. Đó, dạ thỉnh đại ca lên luôn. Để thử rồi nha. Dạ. Đại ca. Gì? Được không, để em phụ. Được. Dạ. Nhìn thương quá như thằng trai nhà vậy đó. Ghét ghê sợ. Được không đại ca? Về số chưa nha, để xúc tôi lên cành cây tôi nằm ở trên coi kỳ lắm à. Trời ơi, nghe cái tiếng buồn luôn nghe đã rồi ha. Đã không đại ca, được không đại ca? Được. Dạ. Dạ. Dạ, chấm giùm tôi coi. Dạ. Dạ, tắt máy đại ca. Gạt dạ. Dạ gạt chứ, vậy? Phải gạt chứ sao mà không gạt được. Em đố đại ca vừa gạt vừa chạy đó. Vậy gạt chấm đi, tôi đi về ra về. Trời, đại ca giỡn chơi hoài, giỡn rồi mày. Con nó giỡn hoài, chưa có đưa chịu chín. Dạ, có chịu chín em gạt tới cái gì luôn. Đúng rồi. Dạ, có chịu chín là gạt tới cái gì luôn đại ca. Dạ, cũng làm được hết trơn á, có tiền là được à. Trời ơi, tiền 500 không à. Nãy này mà không thay là đi giữa đường nó đập chết thiệt á chứ. Em đếm giùm đại ca cho. Nè, 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ, y chang 1,9 triệu bo cho con gơ đẹp thay bánh xe. 10, 100 ngàn nó đủ 2 triệu. Không.
Dạ sao vậy? Thôi, dạ không có tiền thối đâu, cho em luôn đi. Nắng quá mà, gái đẹp, hồi xưa em đẹp lắm đại ca. Thôi em qua hậu mà, em thai riết mà giờ em già em héo, xấu dữ vậy đó. Em có chồng chưa? Dạ, dạ chưa, dạ có con, bốn đứa, nè, mua một tặng bốn luôn. Ui kìa. Dạ. Chưa có chồng lại có con. Dạ, không biết nữa, làm như ta khuyến mãi em vậy đó. Em khoái ba vụ khuyến mãi lắm, dạ em xin đại ca 100 thôi, nói chơi chơi thôi chứ dạ. Em dễ thương. Dạ. Ghi số điện thoại nhớ chiều tới rượu, rượu uống cà phê. Ok, ok. Ủa mà có cái thang cho em không? Chiếc xe này cũng chịu, cũng xúc phạm chiều cao em lắm nha đại ca. Có thang cho em bên đây nè. Dạ, rồi, dạ. Rồi, để xe đại ca, lên đường luôn. Dạ, gạt chống cho đại ca luôn, cô bay. Trời ơi, bà mẹ nè, xe có số đề luôn. Lần đầu tiên cha thằng tôi mẹ lẻ tôi mới thấy. Bye bye đại ca, chúc an toàn cho ta luôn. Trời ơi, đại tội nghiệp quá, không biết về tới nhà không nữa. Chẳng lẽ ngày mai cắt đi 10 cây có báo hung tin một đứa bé chạy mô tô té lòi bắn họng ta. Trời ơi vô 2 triệu là thấy êm rồi. Ây cha. Rồi tới luôn đại ca. Dạ. Nhỏ đâu đại ca? Nhóc đâu? Dạ nào chị. Thằng nhóc mà vận hành chiếc xe này đại ca. Con đại ca. Tôi vận hành chứ thằng nhóc nào. Trời ơi đó, sốc nữa. Dạ mời đại ca ngồi luôn. Nay giờ gặp gặp gì đâu không mà trời. Cha nội kia chút ép chạy chiếc xe mà khủng khiếp lùng mã tử chạy chiếc đó, chiếc này dài thon lòn vào chạy chiếc này đây ca. À, chị coi giá bánh xe giùm tôi. Dạ, bánh trước bánh sau đây ca. Bánh sau. Dạ. Nhìn là biết bánh sau vậy, bánh trước có nhiều ông dồn như bánh sau hết rồi còn gì nữa. Rồi đây. Có báo luôn đại ca ơi, mời đại ca đọc báo luôn. Dạ, trong đây mấy con có mấy cô giờ dài đẹp lắm, có số điện thoại có thể làm quen được luôn nha đại ca. Rồi chị coi lại giá liền cho tôi đi, tôi rồi. Đang cần đi gấp. Kiểm tra liền cho. Trời ơi. Làm luôn, tới luôn, tới luôn. Đại ca đọc báo đại ca. Để em làm cho. Con đường này cũng vắng vẻ quá hả chị. Trời ơi, này vậy mà cũng ruột đặc ha. Dạ vắng lắm đại ca, đường này 10 cây số mới có một tiệm giá xe nha. Cỡ đại ca mà bị lủng vậy nè mà không giá chỗ em là đi đẩy xe 10 cây số á, không có một bóng người luôn. Dạ đường vắng lắm, nguy hiểm lắm, mà đẩy cái xe này mệt là phải mướn người ta đẩy. Mướn đi đường mà thấy người có của đập chết, cướp xe, cướp của chết giữa đường nữa đại ca. Rồi. Thì ở đây mình hả? Dạ em ở con mình nè đại ca, được có bốn đứa con. Dạ. Trời ơi, rồi ba đó có lo cho tụi nó không? Dạ bốn đứa ba khác nhau cho nên không biết ba nào, không có thằng nào nó cho tiền đại ca. Nhưng mà vui đó đại ca. Dạ bốn đứa con em bốn màu da khác nhau dễ thương lắm, nhìn vô cái giống như là Liên Hiệp Quốc vậy đó. Đứa màu cưng lắm bốn đứa, dạ. Thôi chị lo giá liền cho dạ, tôi. Dạ giá liền đại ca ơi, coi cho cái xe dễ thương quá, cái xe hàng độc quá trời luôn. Lũng nhiều lỗ không chị? Dạ có ba lỗ rồi đại ca ơi. Hả trời. Cái gì dữ vậy? Dạ trời ơi, cái thay đại ca vậy mà đè lên cái xe này em tưởng trò chơi nít không hả chứ. Có nhiều nó ghim vô đây hết luôn nè, đó em lao xe đại ca luôn thấy chưa? Xe nhỏ mà lao, cái xe bự là em có lao đâu nha. Bởi vì thiệt quá cái xe. Mấy cái đứa này thiệt khốn nạn, ăn ở thất nhân thất đức. Đường xá của ta vậy mà nó chơi nó rải đinh vậy đó. Người ta cán qua rồi gây ra tai nạn. Có đại ca ơi, đại ca cũng thông cảm vì hoàn cảnh rồi, người ta khổ người ta mới làm vậy đại ca. Trời ơi, phụ nữ mà nắt bốn đứa con không chồng mà người ta tội nghiệp ta đại ca, rủa ta vậy tội quá. Ủa sao chị ta tả hơi nghe thấy giống chị quá vậy, phụ nữ bốn đứa con. Dạ đâu có, em tả là em tả vậy thôi, còn mấy cái thằng ma rải đinh ngoài em mà nhiệm vụ em chỉ có giá thôi, thằng nào giả rải em giá. Dạ. Rồi, chị biết không? Cái vụ mà rải đinh giống như này nè. Dạ. Theo bộ luật hình sự giao thông đó. Điều 156 trên 8 dưới 6 dạ. Trang 52 hình như là dòng 45 đó chị. Dạ. Thì là người rải đinh dạ. Gây ra tai nạn sẽ có ở thể là bị phạt tù từ 3 tới 7 năm tù. Mà nếu mà gây ra tai nạn liên hoàn thì có thể dẫn án đến tù chung thân. Dạ. Lũng đúng mà... xe mà tù chung thân là hả đại ca? Cái đó là chưa hết đó chị. Dạ, đại ca hiểu khi mà quá. Vô tới trong tù dạ. Gặp thằng đại ca, thằng đại bàng nha, nó dạ. Đâu có tha. Đọc báo đại ca, đọc báo đi đại ca. Không, tôi nói cho chị biết. Dạ. Gặp đại bàng là nó đâu có tha mấy cái vụ này. Dạ. Nó bắt cái thằng đó vô, để lên bàn tay lên, để cái đinh vô đâm. Dạ. Thủng bàn tay cho nó chừa cái tật mà rải đinh hại người. Dạ. Mà chưa, cái đó là thằng nào nó hiền hiền thôi. Dạ. Gặp tình đại bàng nào mà nó giữ đi. Bỏ đinh vô trong cơm, nó trộn lên ăn cho lòi ruột, lũng bao tử, ngồi cho giá. Mà giá không được là chết. Dạ. Chị thấy chưa? Chưa dạ. Có mãn tù, coi như là đã tù, bị tử hình rồi. Dạ, dữ vậy hả đại ca? Trời ơi, ta giá có cái lỗ xe nhỏ xíu vậy mà đại ca tả vậy tôi tử hình tới ghê vậy đại ca. Mà sao nãy giờ tôi thấy chị không lo giá bánh xe sao tôi mà chị cứ làm gì coi cái xe dạ, tôi dạ có vậy? Hàng độc, em ngắm vậy thôi, em ngắm cái xe thôi, hàng độc mà, dạ. Rồi, giờ sao xong chưa? Dạ, tôi thưa đại ca, xong. Dạ, xong rồi đại ca. Xong rồi hả? Dạ.
Vậy bao nhiêu vậy chị? Dạ ba lỡ 60. Lỡ đại ca thêm 10.000 nữa còn 50. Đó dễ thương đại ca. Chị hiền lành quá. Dạ em hiền lắm. Giúp người vậy là tốt lắm. Dạ 50 hả? Dạ. Khỏi thôi. Dạ 50 thôi ông nội tôi nữa thôi. Dạ thỉnh đại ca lên xe. Dạ đi luôn. Dạ mới tắm cho chiếc xe luôn rồi đó ca. Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Sao nãy nó không nổ chị? Nãy tôi chạy vô ngon lành lắm mà. Dạ chạy nãy ngon lành giờ không ngon lành là chắc bị IC rồi đại ca. Sao chị biết? Trời sao không biết, ba cái đồ điện cũng hư là hư à. Dạ mà đại ca nghĩ coi, giờ hư IC chẳng lẽ giờ đẩy bộ về 10 cái số mới có một chỗ thay đó. Mà đi đường vắng lắm, không có ai trơn á, cỡ đẹp trai mà cưỡi cái xe lạ vậy ra đập đầu cái bóp, nó thải xác vô rừng, nó cướp chiếc xe về cho con nó chơi. Thay IC đi đại ca. Dạ em có IC luôn. Chị có IC luôn. Dạ tiệm nhỏ vậy chứ cái gì cũng có trơn á. Tại vì chị nói cảnh vật xung quanh đây tôi nhìn là tôi nhớ đến ngày xưa. Dạ. Đi mới 18 năm mà bây giờ cảnh vật xung quanh thay đổi quá chị. Rồi xong Việt Kiều, Việt Kiều. Đại ca, thay luôn cái IC cho lẹ, mình Việt Kiều mà chơi cho tới luôn. Dạ 3 triệu đại ca. Hả? Dạ. Cái xe này tôi mua có 32 triệu rưỡi mà giờ thay cục AC tới 3 triệu là sao? Trời đất ơi, tại đại gia chơi hàng độc, đúng không? Chẳng lẽ giờ mình đẩy bộ lên cà cốc về đến nhà nó lùng lại còn có khúc vậy nè. Mà nguyên cả sớm nó cười mình quê nó chơi hàng độc là phải chịu. Thay đại ca có 3 triệu 150 đô à hả đại ca? Em thay cho. Rồi. Chị thay đi. Dạ, thay đó, liền lẹ cho tôi đi. Cái gì cũng có trơn, lao xe là sẽ luôn, 30 giây. Trời ơi, Việt Kiều mà. Ủa, đại ca. Đại ca đi 18 năm rồi, ở bển đại ca, ở bang nào đại ca? K3. Bà mẹ, Mỹ có Cali mà giờ nó có K3, sao nó không báo mình ta? Ủa, đại ca, K3 nằm tiểu bang nào vậy đại ca? Chị nói cái gì mà ở tới bên Mỹ dữ vậy? Dạ, chứ nó đâu? K3 là trên nước mình nè. Ủa vậy là đại ca không phải Việt Kiều hả? Tôi đâu phải Việt Kiều. Ủa không phải Việt Kiều đi đâu đến 18 năm lận? Ở tù. Đại ca đùa, cứ đùa. Đùa gì, K3 là cái số phòng của tôi á. Ủa vậy hả đại ca? Ừ. Vậy là đại ca tù hả? 18 năm là tội nặng lắm rồi đại ca. Đại ca làm gì mà ở tù dữ đại ca? Giết người. Sao mà đại ca giết người vậy đại ca? Thì ngày xưa thì chị biết rồi, cái lúc mình còn trẻ đó, tuổi trẻ thì nó nóng nảy, bồng bột, chị biết không? Dạ biết. 18 năm trước cái cũng trên cái con đường này nè. Dạ. Rồi tôi cũng chạy xe rồi bị cán đinh. Dạ. Rồi dắt vô đây nhờ người ta giá giùm. Dạ. Không ngờ là nó chơi nó luộc cái cục buri của tôi. Dạ. Rồi nóng nảy. Dạ. Nhất thời. Trời đất ơi, rút gần chi vậy ba? Làm gì đại ca? Cầm con dao. Dạ. Trời ơi, làm gì vậy đại ca? Đâm nó. Trời ơi, lấy cái buri mà đâm một đội mẹ ơi. Rồi lấy cái IC không biết nó cắt cái gì. Dạ sao đại ca? Thì bị bắt ở tù. Hả? Đúng ra là tại người ta là bắt tôi tử hình đó. Dạ. Nhưng mà nhờ tôi đi tự thú. Dạ. Cho nên là cho thành án chung thân. Rồi. Rồi nhờ vô trong đó tôi cải tạo tốt. Dạ. Cho tôi ra sớm. Ngày tôi ra tù. Dạ. Ta trả lại cho tôi cây dao này coi như làm kỷ niệm. Trời đất ơi, lấy ra cái đồ quỷ đó làm cái gì kỷ niệm đại ca. Đại ca ơi. Dạ. Đại ca. Hả? Dạ xong rồi em tỉnh đại ca lên xe đi. Xong rồi hả? Dạ. Đi đại ca. Thiếu chị nhiêu? Dạ không có nhiêu trơn, ba cái đồ quỷ đồ Trung Quốc tôi cũng thay cho đại ca chấm mấy tặng đại ca đi luôn. Không, bao nhiêu? Dạ không có nhiêu đâu đại ca. Dạ đại ca đi, em tỉnh đại ca đi mà. Không, bao nhiêu? Dạ 2 triệu đại ca, 2 triệu anh trai, 2 triệu. Em tệ với anh từ sáng giờ em gạt được có một thằng lụng mã tử lấy 2 triệu đó anh trai. Dạ. Đúng 24 tờ luôn nè anh trai. Dạ, bỏ túi ra anh trai. Dạ, em lên xe đi. Chị làm vậy là sao? Dạ em lỡ anh trai. Nhưng mà em tháo ra em lắp liền, em tháo cục IC của anh trai em bỏ vô liền đó. Dạ. Nói vậy là chị nãy giờ chị tháo cục AC của tôi hả? Dạ, em tháo em lắp vô liền rồi đại ca. Không lẽ chị muốn tôi ở tù lại lần nữa sao? Dạ không có, đại ca đừng vô tù. Còn thiệt ra, dạ con, dạ con đại ca ơi, dạ con. Dạ con 1.5 triệu đừng vô tù. Dạ qua bên đây mướn phòng máy lạnh nằm mát lắm đừng vô tù. Dạ còn 1.5 triệu nè, xin thiệt trên người của em không còn đồng cắt nào hết trơn á. Dạ lắc cũng có ra đồng cắt nữa đại ca. Dạ, đại ca lên xe đi em đại ca. Dạ, dạ đi đại ca. Dạ xếp cái dao đại ca. Cái gì vậy? Trời ơi. Tù mà ăn cơm đúng giờ đó trời ơi.
Dạ có ăn cơm đúng giờ đó hả đại ca? Đúng giờ gì? Dạ thường là trước khi tử hình phải gõ cản giống vậy. Em lại đại ca, dạ em còn đứa con nhỏ mới 2 tuổi rưỡi à, chút xíu đại ca, dạ em tỉnh đại ca lên xe đi đại ca. Tại sao? Tại sao tôi lại giết người? Tại sao tôi lại giết người? Tại sao tôi lại giết người? Tại sao? Tại sao? Dạ. Tại sao? Xong. Không hiểu. Trời ơi. Mới về hả? Mới về. Mới về. Khỏe không? Tao cũng khỏe. Về hả? Trời đất ơi, lâu quá mới gặp lại tướng tá rồi cũng coi bộ ngon rồi, trông trông ngon phải không? Được, được. Thôi, rồi anh đây tao đi về á. Hộp cơm trọng đúng không? Thôi, tao đi về trước á. Thôi, đi chơi. Đi. Mày lép tao lại. Mày phải rủ nó lại uống cà phê chi. Mà người rủ tự nhiên mày rủ thằng giết người ở lại uống cà phê. Cái gì giết người? Sao đó? Ai nói bà nó giết người? Nó giết người nó mới ở tù 18 năm ra đó ông nội. Trời đất ơi. Mày sao? Ai nói? Nó nói tù 18 năm. Trời ơi, nó mới ở trong bệnh viện tâm thần mới ra. Làm gì vậy chồng? Trời đất ơi, nó bị bệnh tâm thần. Bệnh gì? Nó bị nặng lắm, cái đầu của nó lúc nào nó cũng nghĩ là nó ai ăn cắp IC của nó, ai ăn cắp Muri của nó, rồi nó cầm dao nó giết. Chứ đâu nó có cái gì đâu, nó hiền khô mà. Ủa vậy làm cô nội tôi tâm thần hả? Ừ. Bị bệnh quan tưởng hả? Ừ. Trời sao nãy làm giống quá vậy trời. Trời sao mày không chịu nói tao, sao mày không chịu xin nhắn tao? Tao sợ quá, tao giao tiền cho nó hết trơn rồi, nãy tao cấy quần lùng mà tử được 2 triệu. Rồi cái còn nhiêu tiền vốn tao chịu rửa tao đưa. Cho người tao lắc không ra một cắt nữa mày rờ cái gì? Vậy sao nãy bà nói tôi là bà hết tiền? Tôi hết tiền rồi, tiền vốn là vốn của tao mua IC. Trời ơi trời, vậy là rút cuộc rồi nãy giờ bà giao tôi đã đinh đã không còn đồng bạc nào hả? Có tiền đâu trả mày. Mày cũng hay quá, bạn mày hết lựa bạn chơi, lựa bạn tâm thần mày chơi. Làm gì vậy? Tới giờ làm gì? Bà nghe cái âm thanh này quen lắm nè. Chị giờ này mày đòi ăn cơm trưa, tiền nó ăn cơm trưa mày. Ai nói ăn cơm trưa? Chứ mày làm gì? Tôi xử bà. Trời đất ơi bà mẹ. Đây. Thì thế này là thế nào? Tôi đã nói với các em bao nhiêu lần rồi. Mới vừa tuần rồi, sinh hoạt lớp. Tôi đã nói với các em, hôm nay là sinh nhật của tôi. Nhưng không phải tôi nói là sinh nhật của tôi là để các em về, các em nói với bố mẹ của các em rằng là sinh nhật của tôi, để rồi bố mẹ các em lại đi mua quà đem đến đây tặng cho thầy. Những món quà mà ta coi nó nhẹ như vậy, tôi nghĩ chắc là xà bông ở trong đây rồi. Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm nhận quà của tôi, các em có biết tại sao mà tất cả các em đều tới lớp của thầy học thêm hay không? Em đứng lên nói cho thầy nghe. Dạ, tại năm ngoái sinh nhật thầy, tụi con quên tặng quà. Em ngồi xuống. Ngày mai vào lớp, tôi sẽ cho em con số 0. Em khóc cái gì? Có gì đâu mà khóc. Em đáng được con số 0 mà. Tại vì sao? Tại vì em trả lời quá thành thật. Nhẹ ra, khi tôi hỏi như vậy, tụi em phải tìm câu nào đó trả lời một cách khéo léo, một cái câu trả lời nào mà cho nó thông minh, cho nó hay. Chẳng hạn như là tụi em học dở quá, tụi em học yếu quá, nên tụi em mới đến đây học thêm lớp của thầy. Các em có biết chưa? Biết chưa? Nói lại một lần nữa cho thầy nghe, tại sao tụi em đến lớp học thêm của thầy? Học kém. Giỏi quá. Đúng là như vậy đó. Rồi, bây giờ em đến đây làm gì? Dạ em đến đây tặng quà sinh nhật cho thầy. Tặng quà sinh nhật cho thầy? Dạ. Thầy đã nói là thầy không bao giờ nhận quà của phụ huynh học sinh, mà tại sao em cứ làm cho thầy khó xử hoài vậy? Ê con dạ. Đi đâu vậy? Dạ con đi về. Con đi về? Tại sao con đi về? Dạ tại vì thầy không nhận quà của con. Ai nói với con là thầy không nhận quà của con? Con để xuống ngay cho thầy. Để ngay xuống. Con này bé này nó ngây thơ nhỉ. Con để ngay xuống đây cho thầy. Một món quà to lớn như vậy con đã đem đến đây đưa cho thầy rồi, bây giờ con lại phải nai về nhà. Tội nghiệp con chứ, nặng quá mà con. Thấy không?
bố mẹ con có lòng đem đến để biếu cho thầy mà bây giờ thầy không nhận, thầy làm bố mẹ con buồn, phải không? Dạ bố mẹ con có buồn. Sao con biết bố mẹ con không buồn? Bố mẹ con không buồn nhưng mà thầy buồn. Đã có lòng đem đến rồi thì cứ để đây cho thầy nhá. Này thầy xem nào. Trời, món quà gì mà bự thế, nặng nữa. Thế ba mẹ con làm gì? Dạ bán khoai lang. Chịu chơi không? Bán khoai lang mà tặng món quà bự thô lô gì đó. Vậy trong đây gì vậy con? Dạ 5kg khoai lang. Về chỗ ngồi mau. Thôi bạn đừng có buồn nữa. Bạn cũng mất 5kg khoai lang mà nhà tớ mất 8kg gạo mà tớ vẫn đâu có buồn đâu. Này, thật sự nhé. Còn con lên đây làm gì? Con chúc mừng sinh nhật thầy. Gì đó? Dạ bông. Bông? Ba mẹ con làm gì? Dạ ba mẹ con bán bông. Kỳ vậy trời. Tự nhiên cái là bên đây á là buôn bán khoai lang thì tặng khoai lang, bên đây á là tặng mua bán bông cho tặng bông. Thôi đưa đây cho thầy. Con về nói với lạ bố mẹ của con rằng á là tháng sau con cần phải học thêm lớp toán nhé. Học cứ một tháng thôi mà đóng tiền gần chết rồi. Cái lớp học này của thầy, thầy phải bỏ bao nhiêu tâm huyết ra, cố tình là thầy để cho tụi con giỏi. Thầy khổ tâm lắm, tụi con có biết hay không? Nghĩ sao mà tặng cho thầy giá mà tặng bông. Trời ơi. Dạ chúc mừng sinh nhật thầy. Bố mẹ có làm gì? Dạ làm ở cửa tiệm bánh. Bố mẹ con làm chủ tiệm bánh? Dạ. Chủ tiệm bánh chắc quà cũng được. Sao ta nói càng nhỏ cái mặt nó dễ thương hết sức luôn vậy đó. Con đó nha, về nói bố mẹ con tháng này con học giỏi lắm đó nha. Đó, học cái gì cũng khá đó. Thì nghĩ rằng là cuối năm nay thế nào con cũng đạt học sinh tiên tiến. Để thầy mở ra coi. Chủ tiệm bánh thì bánh coi nghĩ sao vậy trời. Chủ tiệm bánh mà tặng cho con bánh có 2,000. Về chỗ ngồi. Học hành không có gì tiến triển hết, suốt ngày ham chơi. Con kỳ lẹ, năm sau chuyển sang thầy khác. Em nói cái gì? Làm sao mà em có thoát khỏi tầm tay? Dạ, con chúc mừng sinh nhật thầy. Phong bì. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là không bao giờ thầy thích nhận những cái món quà giống như vậy từ của phía phụ huynh, nhất là những món quà phong bì giống vậy nè. Thầy nói thật tế. Tụi con đó nha, năm sau sinh nhật của thầy để mấy cái quà cáp này nó nặng nề lỉnh khỉnh mất công thầy xin về ha. Phong thư, phong thư vậy đó mà nó thực tế, nhẹ nhàng, chất lượng. Ba mẹ con làm gì? Dạ, ba mẹ con bán vé số. Ba mẹ con bán vé số? Trời, bán vé số mà chơi sợp quá. Hiểu ý thầy ghê, cho thầy nguyên phong bì nè. Đây, bán vé số vào, để lên thầy này coi, để coi. Coi con biết được bao nhiêu nữa đây. Ủa này là gì vậy con? Nghĩ vé số. Bán vé số cái tặng hai bà vé số vậy à. Con á, giọng của con càng lắm. Con về con nói với ba mẹ con rằng là con cần phải tu dưỡng thanh lớp thanh nhạc với thầy trong vòng 1 năm nhé. Con gái con lứa gì đâu mà đi kìa, suốt ngày đánh lộn với con trai, mặt mày thẹo thọ tùm lum tùm la, bực mình. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.
Giờ ông tao về mà ông kêu khề, phải bắt tao học thêm thanh nhạc nữa. Giọng mang khang còn gì nữa. Tao đục mày bây giờ á. Bố mẹ em làm cái gì? Dạ, bố con bán rượu. Bán rượu? Dạ. Rượu tay hả con? Dạ. Này hợp với thầy. Đưa đây cho thầy coi mời. Trời ơi, ta nói cái hộp rượu với nhìn cầm cái thấy nó sang liền vậy đó. Này con, thầy nói với con rằng nếu mà con cầm chai rượu không bao giờ mà con cứ cầm cầm đứa qua đứa lại rồi bể chai rượu sao? Rượu là con phải cầm thôi, cầm vậy đó, đưa qua trao cho thầy như vậy đó. Đây đây, bày hết sức, bày hết sức đó. Con thấy không, nói có sắc mắt có chứng này, con thấy không, con bất cẩn này rồi có làm chưa đó. Giờ rượu nó chảy ra ngoài này nè, để thầy nếm thử thôi. Thầy coi như là chuyên nghiệp uống rượu mà, chuyên viên uống rượu mà. Nó chát chát. Con dạ. Chạy rượu vang trong đây phải không? Không phải rượu vang. Nếm lại. Bây giờ thì thầy thấy nó lại có cái mùi nồng nồng. Vát ca trong đây phải không? Dạ không. Không phải vát ca nữa. Dạ không. Kỳ vậy ta. Mình là chuyên viên thử rượu mà, đâu để coi lại nữa coi. Bây giờ có cái mùi mặn mặn, đắng đắng. Không lẽ whisky hả con? Dạ không. Vậy chứ rượu gì? Dạ rượu Kiki. Rượu Kiki? Rượu Kiki là rượu gì trời? Ở đó giờ thầy thử bao nhiêu thứ rượu đây, bao bây giờ mà có cái rượu nào tên là rượu Kiki? Ồ, không lẽ là rượu Nhật Bản hả con? Dạ không. Không phải rượu Nhật Bản. Vậy chứ nước nào sản xuất ra rượu Kiki? Dạ không phải nước nào sản xuất hết á. Mà trong đây là con chó con tên là Kiki. Trong đây là con chó con Kiki. Dạ. Ồ, vậy cái nước nãy giờ trong đây chảy ra là của con Kiki hả? Dạ. Thật hả? Xin chào quý vị, kính chào các bạn. Nãy giờ đứng ra em mới chờ quá trời, giờ mới được lú ra. Cuối cùng em cũng đi hát lót cho mình tính à. Và sau đây xin mời quý vị thưởng thức bài hát được mang tên Giả Từ. Không ai đi coi World Cup hết hả? Tới đây là thấy mê cải lương lắm rồi đó. Tuổi đời chân đơn côi gót mòn đại lộ buồn, đèn in bóng mờ nhạt nhòa, hồn lặng tâm tư ghi vào thương nhớ, đường tình không chung lối mà nuối tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, dịu em dân mộng ngựa tròn, giây phút bên nhau niềm tài điều huyền, nghẹn ngào trong thương tiếc vì mãi bước theo nhau. Em gian ngang rồi ôm kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lệ thâu thắm ướt đôi mi, xin em đừng buồn cho ước nguyện tình yêu vui, thương yêu không chọn ngôi giá từ đi em ơi. Người về ôm cô đơn khi niềm buồn vào hôn, bờ môi tắt hẳn nụ cười, giây phút bên nhau nay còn đâu nữa. Người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương nhớ.
cảm ơn quý vị rất nhiều. Thật sự ra hôm nay Tám Lý lên diễn hài nhưng mà chương trình dài quá, thôi để cho em mình nó làm. À, cho nên là Hoài Linh hát, mong quý vị thông cảm. Tuổi đời trần đơn côi gót mòn đại lộ buôn đẹp đến bóng mơ nhạt nhòa, hồn lặng tâm tư đi vào dị vãng, đường tình không chung lối mang nỗi tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, diều em giấc mộng vừa tròn giây phút bên nhau, nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ vì mãi bước theo nhau. Em gian ngang rồi ôm kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lệ dầu thắm ướt đôi mi, xin em đừng buồn cho ước nguyện tình yêu vui, thương nhau không tròn thôi đã thì em ơi. Người về ôm cô đơn khi niềm buồn vào hôn, bờ môi tắt hẳn nụ cười giây phút bên nhau, nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Giây phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tại vì chương trình dài quá mà chia tay với Hoài Linh được chưa ạ? Ngồi buồn chứ ngồi buồn, tôi đặt chuyện lão thiên chứ hồi nhỏ mà tôi có mà đi khiến, mà đi khiến kẻ ông mà trời. Ra đồng mà thấy muội nó bắt dơi, con bò hung mà làm dỗ, nó có mời, nó có mời mà ông mà voi. Nhà tôi mà cụ khoai, tôi sắc ra mà năm thùng nè, chứ hàng hoài lại còn dư. Có mùi mà khoai từ nhà tôi, chứ có mùi mà khoai từ tôi bới lên mà một cụ mà hằng hư, hằng hư đi nửa vườn. Tôi vừa câu được con lương nè, thịt lương tôi quên chả nè, còn sướng lương, còn sướng lương tôi đèo chày. Nhà
tôi có cái mà giăng say, chứ đầu cống tôi bịt bạc, còn đầu ngay tôi bịt vàng. Nhà tôi đừng lụa bậy lang mà hãy con lưng nhà tôi có một mà bụi gừng tôi bới lên mà một cụ mà ước chân một đón xéo nhà tôi. Độc đạo có con à mèo, khi mô hết thịt nhầu hằng lên à đèo, hằng lên đèo bắc à nái. Nhà tôi có một mà cài chai, cứ đừng tám thùng mắm nè, vời hai, vời hai mà thùng dầu. Ông già tôi, ông già tôi có một mà bộ râu, tôi bứt ra mà một sợi, chứ đem câu cũng cả trình. Trình nói ra thì xin các anh với các chị đừng có khinh. Vì trong thiên hà còn nhiều người nói lão, chứ phải mình, phải mình mà chỉ tôi. Mà không có giống nữa nè, tại sao không nói để đêm vừa thèm nhớ thêm thương, thiệt là tội nghiệp. Hôm nay anh mớ cứ thập thò chẳng thấy cứ cộng ngò, cứ sao anh, sao anh đành nhổ sạch đám ngọt của má em, vì anh không giống ngỏ lời yêu em.
ngét cầm ngào, anh ngét luôn cầm ngào. Chớ thương em thiệt muốn đứt ruột này. Giỏ đò anh ngỏ lờ, này cô em có thấu tình anh chen. Đêm đêm, đêm đêm em vẫn cứ đợi chờ, em vẫn cứ đợi chờ. Chứ bao lâu mình mới được kết trầu với câu. Này anh ơi có biết tình em chăng? Muốn làm quen mà không dôm nữa thiệt á, sách cờ dù đi xuống đi lại mày thiệt là mỏi chân ghê. Muốn gặp em mà không có dôm tới, tại sao không tới để đêm giờ thêm nhớ thêm thương. Tội hôm em quá à. hôm nay anh cũng cứ thầm thò chẳng thấy cái cọng ngò. Cứ sao anh đành nhổ sạch đám ngò của má em. Vì anh không dám ngỏ lời yêu em, vì anh không dám ngỏ lời yêu em, vì anh không dám ngỏ lời yêu em, vì anh không dám ngỏ lời yêu em.